Cuốn sách Đây là bản chất con người, tác giả Vương Tâm Ngạo. Phần 1. Nhìn thấu nhân tính, thấu suốt logic cơ bản, sống minh triết. Chương 1. Sự thật bạn nên biết về nhân tính. Bản chất của nhân tính không phải thiện ác. Bản tính của con người vốn thiện hay ác? Suốt mấy nghìn năm nay, hầu như vẫn chưa ai tìm ra được một đáp án chính xác cho vấn đề này. Ngược lại, nếu như nhất quyết phải đưa ra một câu trả lời mang tính tuyệt đối, phân rõ đúng sai thị phi, thì chúng ta sẽ ngay lập tức rơi vào điểm mù của tư duy đối lập nhị nguyên. Trên đời này, có rất nhiều thứ không thể phân xét rạch ròi thiện hay ác, đúng hay sai một cách đơn thuần. Điều cần thiết là chúng ta phải thấy được vùng xám ở bên ngoài những quan niệm đúng sai, phải trái ấy. Khi mà ta vẫn thích phán xét một sự việc, đồ vật hay hành vi nào đó đúng hay sai, thì chứng tỏ khả năng chi nhận của chúng ta vẫn còn thấp. Đứng trước thế giới bao la rộng lớn, tri thức của loài người là hữu hạn, nhỏ bé tựa hạt cát giữa sa mạc. Sự bình phán của chúng ta về sự vật thường chịu sự khống chế trong những hiểu biết hiện hữu nhất định. Sự tồn tại của vật thường mang tính không xác định. Chân lý mà chúng ta tin tưởng tôn thờ hôm nay có thể sẽ đột nhiên đổ sụp vào một ngày nào đó trong tương lai. Vì vậy, người thật sự đã đạt đến cảnh giới cao sẽ không dễ dàng cất lời phán xét một chuyện gì đó. Khi chúng ta muốn vạch ra ranh giới tuyệt đối giữa cái thiện và cái ác trong bản chất con người một cách đơn thuần, chứng tỏ chúng ta vẫn chưa thật sự trưởng thành. Vậy nên dưới những chi nhận vốn có của chúng ta, thứ duy nhất có thể phân định là gì? Đó chính là gen ích kỷ trong nhân tính. Gen ích kỷ, thứ bản chất con người dựa vào để tồn tại. Nếu như một đứa trẻ sơ sinh không ích kỷ, nó khó mà sống nổi. Ai từng có trẻ con trong nhà đều sẽ hiểu những chuyện này. Lúc đói hay trong người không khỏe như bị ốm sốt, bọn trẻ thường sẽ khóc nhiễu. Nhưng quan trọng là, thời điểm ấy chúng chẳng thèm để ý đến việc người lớn có mệt hay không, có đang là nửa đêm hay không. Rõ ràng là không mảy may để tâm, bởi vì lúc ấy chúng đang trong giai đoạn ích kỷ và chỉ yêu bản thân mình. Khi đứa trẻ lớn hơn một chút, nhìn thấy người lớn ăn gì đó, chúng sẽ làm gì? Dù vẫn chưa tập nói, chưa biết đi, nhưng bọn trẻ đã biết cách giật đồ ăn trong tay người lớn. Trẻ em ở giai đoạn này chưa từng trải qua sự nhào nặn và trau chuốt của thế giới bên ngoài, song dựa vào bản tính tồn tại của một cá thể, chúng sẽ dành toàn bộ tâm huyết để nghĩ cách làm thế nào đạt được nhu cầu của bản thân. Con người dựa vào gen ích kỷ để hoàn thành quá trình tiến hóa, khỏe thì thắng, yếu thì loại. Từ góc độ thuyết tiến hóa, giả sử tổ tiên của chúng ta không ích kỷ, không nghĩ đến vấn đề sinh tồn của bản thân trước, vậy thì trong sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, xác suất tồn tại của chúng ta sẽ càng thấp. Loài người chúng ta có thể sống tiếp và đứng ở chóp đỉnh của giới tự nhiên. Gen ích kỷ trời sinh trong mỗi cá thể người hoàn toàn có tác dụng mang tính quyết định. Nhưng thuận theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại, chúng ta có thể thấy được trên người mỗi cá nhân toát ra những phẩm chất tốt đẹp như hy sinh, lương thiện, thương người như thể thương thân. Song, chúng ta không thể nói rằng gen ích kỷ của con người đã tiến hóa lùi. Trên thực tế, dưới sự dẫn dắt của văn minh, có nhiều người dù mang trong mình gen ích kỷ nhưng vẫn có thể trở thành người tốt, người thiện lành. Trên đời này, không ai là không ích kỷ, không ai là không thể trở thành người tốt. Ngược lại, dù là người vô tư tốt tính đến mấy, thì trong cốt tủy của họ cũng ẩn chứa một hạt mầm ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là gì? Tức mỗi người đều sẽ lựa chọn những điều có lợi nhất cho chính mình, nhưng cái lợi chắc chắn không chỉ thể hiện ở phương diện tiền tài mà bao hàm cả nhu cầu tinh thần, tín ngưỡng. Dù là khi bạn làm một việc gì đó chỉ vì nó mang lại niềm vui cho bản thân thì cũng tính là một kiểu ích kỷ, bởi lẽ bạn đang làm nó vì chính mình. Do đó, trên phương diện thỏa mãn cảm xúc, bạn là kẻ ích kỷ. Nếu như là một việc khiến cho bạn thấy đau khổ, 100% bạn sẽ không can tâm thực hiện. Chúng ta không thể phủ định sự vĩ đại của tình yêu từ cha mẹ, nhưng cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của gen ích kỷ trong thứ tình cảm này. Ví như, tại sao cha mẹ đối xử với con cái của mình tốt hơn con nhà người khác? Tại sao cha mẹ thường tốt với con cái hơn là cha mẹ của mình? Tại sao lại nói nuôi con dưỡng lão? Hoặc là bạn có từng nghe cha mẹ dạy rằng con phải cố gắng học hành để sau này làm rạng danh gia đình dòng họ chưa? Trên thực tế, gốc rễ đằng sau những mối quan hệ chính là giá trị trao đổi. Nhưng điều mà chúng ta chú ý là giá trị có thể là giá trị vật chất ở phương diện đời sống thế tục, cũng có thể là giá trị tâm lý ở phương diện tinh thần. Rất nhiều bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con cái đã nhận được tình yêu hồi đáp và cả những gửi gắm tinh thần, Điều này đối với họ càng là chuyện mang giá trị và ý nghĩa hơn nhiều. Khi lòng ích kỷ tột cùng bị xóa mờ, giá trị đạo đức sẽ dần xuất hiện. Ai đó sẽ hoài nghi, ích kỷ không đáng trách, vậy tại sao còn xuất hiện đạo đức? Hãy thử ngẫm xem, nếu như ai nấy đều chạy theo sự ích kỷ tột cùng, đều muốn lợi ích về mình thật nhiều mà chẳng có quy tắc gì để kìm hãm, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hậu quả nhãn tiền có lẽ sẽ là giết chóc lẫn nhau, tranh cướp tài nguyên, về lâu về dài đấy sẽ là tai họa. Cứ sống theo lối đó, chắc chắn sức mạnh tổng thể của nhân loại sẽ bị suy giảm đáng kể khi đối đầu với sự uy hiếp từ các thế lực khác sẽ rơi vào thế bị động, về lâu dài sẽ khiến cho cả chủng tộc bị diệt vong. Sau những bài học thảm khốc lặp đi lặp lại trong quá khứ, cuối cùng loài người đã nhận ra được chân tướng này. Vì thế, để tránh phát sinh những tình huống khó đỡ tồi tệ ấy, loài người đã bắt đầu cố gắng hợp tác để nhận được lợi ích lâu dài hơn. Song, hợp tác một cách mù quáng và bừa bãi lại dẫn đến nhiều vấn đề khác. Để giải quyết và tránh khỏi những vấn đề này, con người mới thử đặt ra một vài quy tắc để kìm hãm lẫn nhau. Những quy tắc ấy tiến hóa sau một thời gian dài, cuối cùng hình thành nên đạo đức. Vì vậy, từ góc độ này mà nói, gốc rễ sinh ra đạo đức, thực chất chính là sự ích kỷ trong nhân tính. Bởi lẽ, càng có đạo đức thì càng có lợi cho sự sinh tồn của nhân loại, cho nên loài người mới đặt ra tiêu chuẩn đạo đức. Vì thế, trong nhận thức của bản thân, chúng ta không nên đẩy ích kỷ và đạo đức về hai phía đối lập hoàn toàn. Ngoài ra, hợp tác với người khác thực chất lại là một sự biểu hiện của ích kỷ ở một mức độ nhất định. Bởi vì hợp tác là sự lựa chọn hữu ích nhất mà chúng ta quyết định sau khi xem xét toàn diện. Tại sao ích kỷ lại khiến người ta chán ghét? Ích kỷ đã là một bản gen trong bản chất con người, vậy thì tại sao trong cả nền văn hóa tập quán lẫn đời sống hàng ngày của chúng ta lại coi nó như một từ mang ý nghĩa xấu và chẳng thích nó chút nào? Thực ra là do ba nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, biểu hiện của bản tính ích kỷ. Có một nghịch lý thú vị là rất nhiều người một mặt thì hô hào đừng ích kỷ, coi thường lòng ích kỷ, nhưng mặt khác lại làm ra những hành động ích kỷ. Cho nên nếu như bạn quá thành kiến với ích kỷ, bài xích triệt để, cuối cùng người bị tổn thương có lẽ chính là bạn. Bởi vì ích kỷ đã biến tướng thành công cụ cho những người mưu lợi, bọn họ tạo nên một quan điểm chung rằng không nên ích kỷ, khi mọi người lấy điều này làm tiêu chuẩn cho hành vi cử chỉ, thậm chí từ bỏ cả những quyền lợi hợp pháp của chính mình thì không còn gì phải hoài nghi nữa, họ chính là người có thể thu được lợi ích lớn nhất. Vì vậy, ích kỷ bị coi thường, chán ghét, về bản chất là một chuyện rất ấm ức. Ích kỷ thái quá đương nhiên là sai, nhưng ích kỷ trong một mức độ hợp lý lại là nền tảng của sự sống còn. Thực chất, nếu như một người không suy nghĩ cho bản thân mình thì chúng ta cũng khó lòng tin nổi anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người khác. Nguyên nhân thứ hai, sự ổn định của xã hội không cần đến những người theo chủ nghĩa vị kỷ khôn khéo. Người sống quá ích kỷ đối với xã hội và mọi người đều là một chuyện không mấy tốt đẹp. Nếu như ai nấy đều sống ích kỷ tư lợi, từ cá nhân đến cả xã hội, vậy thì sẽ xuất hiện cảnh tượng cướp bóc tranh đoạt tài nguyên của nhau. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, không ai tồn tại nổi chứ đừng nói đến chuyện hưởng lợi. Nếu như ai nấy đều muốn thu về lợi ích lớn nhất, không màng đến bất kỳ ai khác, thì xã hội có còn ổn định không? Đương nhiên là không. Nguyên nhân thứ ba, trong mỗi chúng ta đều ấp ủ một khát vọng mang tên thuộc về, chứ chẳng hề mong muốn bị cô lập. Chẳng ai muốn bị dán lên người cái mác ích kỷ, nịnh hót, bởi lẽ một khi bị gắn mác thì người khác tự nhiên sẽ cảm thấy chẳng được ích lợi gì khi qua lại với người ấy. Vì vậy không muốn kết giao với họ, ngoảnh mặt quay lưng tìm người khác. Như thế họ chẳng khác nào bị cô lập với mọi người, không cách nào tìm được cảm giác thuộc về, sống chan hòa. Do đó, người thông minh sẽ tìm ra điểm cân bằng giữa sự thuộc về và ích kỷ. Bọn họ vừa có thể bảo vệ quyền lợi của bản thân trong những cuộc hợp tác xã giao, lại không để cho đối phương chịu thiệt, từ đó mà gìn giữ được giao tình. Vậy nên ích kỷ không hề xấu, có điều chúng ta không nên ích kỷ thái quá, đi theo chủ trương sống chết mặc bay, chỉ ôm lợi riêng mình hay xem nhẹ việc đáp lại nhu cầu của người khác. Tức là chúng ta nên sống lương thiện, nhưng lương thiện cũng có giới hạn. Người thấu suốt sẽ không gắn mác cho bản thân mình, để cho bản thân sống theo sự đánh giá người tốt. Bọn họ dám đối diện với nhu cầu ích kỷ của bản thân, đồng thời biết cách ứng xử sao cho bản thân có lợi nhất trong các mối quan hệ giữa người với người. Trên đời này, được bao người sống không vụ lợi? Hy hữu lắm. Người thật sự trưởng thành ắt sẽ nhìn thấu và dám chấp nhận bản tính ích kỷ trong mỗi người. Còn những người không đủ dũng cảm để nhìn vào và chấp nhận sự thật sẽ làm ra những chuyện tồi tệ, bỏ lỡ cơ hội, thậm chí sẽ có những phản ứng sai trái với những hành vi đúng của người khác. Ví dụ, khi một vị trí nào đó trong công ty bỏ trống, họ vì không muốn bị bàn tán là bợ đỡ nịnh hót nên không dám cạnh tranh. Còn những người dám tích cực cạnh tranh giành quyền lợi chính đáng của mình thì họ lại cảm thấy đối phương thật bỉ ổi. Vì vậy, hãy tỉnh táo lên, hãy dũng cảm hơn. Bản chất của ích kỷ không có đúng sai. Ngược lại, nếu bạn không dám đối diện và thừa nhận nhược điểm này trong bản chất của mình thì sẽ biến bản thân thành tù nhân của nhân tính. Thế giới tươi đẹp vô cùng nhưng chẳng thể tránh khỏi những điều xấu xí. Bạn là một người rất nặng tình ưu. Bạn có thể chấp nhận sự thật rằng có đôi lúc thế giới không đẹp đến vậy không? Sau khi chia sẻ kha khá những chi nhận về phương diện nhân tính và tham gia nhiều buổi tư vấn, tôi thấy rằng có rất nhiều người đặt kỳ vọng chủ quan rất lớn vào thế giới này. Những kỳ vọng lớn lao ấy đều cực kỳ đẹp đẽ và khiến người ta ngất ngây. Ví như có rất nhiều người cho rằng chỉ cần tôi tốt với bạn, bạn cũng sẽ đối tốt với tôi. Tôi rất xem trọng tình cảm này, vì thế bạn cũng sẽ thật lòng đối đãi với tôi như tôi đã làm. Những kỳ vọng này đẹp tựa cổ tích, nhưng rồi cũng chính nó là gốc rễ gây ra hàng loạt vấn đề khác cho chúng ta. Bởi lẽ, dù chúng ta có tự say mê trong mộng tưởng thế nào, thì cuối cùng nó cũng chỉ là những giả thiết mang tính chủ quan của bản thân. Hiện thực cuộc sống cuối cùng cũng sẽ khiến cho chúng ta dần dần nhận ra chân tướng của bản chất con người. Nếu như bạn không đủ thấu đáo để thông suốt thực tế đằng sau bản chất con người, thì đời này định sẵn bạn sẽ vì nó mà chịu tổn thương. Tình cảm vốn là một loại quan hệ. Phàm là một loại quan hệ, vậy thì rất rõ ràng, đằng sau nó chắc chắn phải liên quan đến lợi ích. Nếu trong một mối quan hệ chỉ có mỗi thứ gọi là tình cảm, vậy thì mối quan hệ này cũng quá đỗi mong manh và đầy bất ổn. Tình cảm thì đẹp đẽ, nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện phức tạp và biến hóa khôn lường. Tình cảm càng là như vậy, bởi lẽ biến số bên trong nó nhiều quá đỗi. Chẳng hạn bạn thay đổi, tôi đổi thay, chúng ta đều không còn như lúc ban đầu, nhân tố bên ngoài, lợi ích cũng khác đi. Sự thay đổi của bất kỳ một nhân tố nào cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi của cả một chỉnh thể. Một khi bạn ngây thơ xem trạng thái trong một giai đoạn nào đó là vĩnh cửu, thì bạn sẽ rất dễ bị tổn thương. Lưu Bang vốn dĩ là một người dân bình thường, cuối cùng lại lên làm hoàng đế. Nhờ đâu mà y lại có được ngôi vị ấy? Chính là nhờ vào sự trợ giúp của Hàn Tín, Tiêu Hà và Trương Lương. Thuở ấy, Hàn Tín trong tay nắm binh quyền, bạn tốt của ông ấy là Khối Thông khuyên ông hãy tự mình lên ngôi làm vua, đề phòng cẩn thận với Lưu Bang. Nhưng Hàn Tín lại niệm tình ơn tri ngộ, đắm chìm trong tình cảm, không nghe lời Khối Thông khuyên. Kết quả, sau khi Lưu Bang giành được thiên hạ, dẹp yên bốn bể, thì ngay lập tức giết Hàn Tín. Thói đời trong câu chuyện này rất đáng để chúng ta nghiền ngẫm. Vì sao trước khi bình định thiên hạ, Lưu Bang không ra tay với Hàn Tín, thậm chí còn cực kỳ để ý đến thể diện, luôn tỏ ra trọng tình trọng nghĩa? Bởi vì Hàn Tín lúc này vẫn còn có ích với y cần dùng Hàn Tín để quét sạch đối thủ. Đến khi bốn bể thống nhất yên ổn thì Hàn Tín trở thành mối nguy trong mắt Lưu Bang. Lúc tình cảm và lợi ích nảy sinh xung đột, Lưu Bang đã lựa chọn lợi ích. Trong cuộc hợp tác giữa người với người, kẻ mà mình đầy thương tích thường là những người chưa có cái nhìn sâu sắc về bản chất của tình cảm. Tôi thường nói rằng bởi vì chúng ta có cảm xúc nên cuộc sống mới tràn ngập ý nghĩa. Song trên thực tế, mọi vấn đề cũng đều bắt nguồn từ đây. Bởi vì con người chỉ cần còn sống thì còn phải kết giao với người khác. Nói một cách đơn giản thì con người buộc phải sống trong các mối quan hệ. Nếu muốn sống một cách minh triết thấu đáo hơn thì nhất định phải học được cách vẽ ra ranh giới giữa tình cảm và lợi ích. Đáng tiếc là nhiều người lại nhầm lẫn giữa hai điều này, hoặc là tình cảm, hoặc là lợi ích. Nhưng một khi tình cảm va trúng lợi ích thì tình cảm rất dễ tan vỡ. Có nhiều người không chấp nhận được việc bàn chuyện lợi ích trước tình cảm ơn nghĩa. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận khách quan và thấu suốt một sự thật. Bản chất con người có một mặt ích kỷ. Nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của nhân tính mà xem nhẹ phương diện xấu xí trong nó, thì đây chính là mù quáng, tự mình lừa mình một cách chủ quan. Chúng ta không thể phủ nhận trên đời này có rất nhiều tình cảm vĩ đại, vô tư, cao thượng. Nhưng nếu như chúng ta xem những tình cảm thần thánh này là diện mạo thật của bản chất con người, vậy thì chúng ta sẽ càng ngày càng rời xa sự thật. Bạn nên có tấm lòng Bồ Tát và cũng nên có tài năng kim cang. Người ta thường hỏi tôi, đâu là dấu hiệu của một người thực sự đã trưởng thành? Theo tôi, dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành rất nhiều, nhưng một dấu hiệu quan trọng nhất trong số đó chính là bạn có thể chấp nhận những mảng màu xám xịt đen tối trên cõi đời này. Biết đến những mảng màu xám trong bức tranh cuộc đời và chấp nhận chúng. Lúc bé thơ, bạn có từng đọc hay nghe kể những câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Bạch Tuyết, cô bé quàng khăn đỏ, cô bé bán diêm hay chú vịt xấu xí chưa? Trong những câu chuyện cổ tích này, thiện và ác luôn là hai mảng màu đen trắng đối lập, phân chia rạch ròi, kết chuyện luôn luôn có hậu, ở hiền gặp lành, người lương thiện ắt sẽ được quả ngọt. Chuyện cổ tích đã vẽ cho chúng ta một thế giới giản đơn và đẹp đẽ, khiến chúng ta nghĩ rằng thế giới cũng thật đơn giản và tốt đẹp hết vậy. Thuở nhỏ, chúng ta biết đến thế giới này thông qua những câu chuyện cổ tích. Điều này chẳng có vấn đề gì, bởi có lẽ nó vun bồi tình yêu và lòng nhân ái trong trái tim ta. Nhưng thời gian đuổi trôi, chúng ta cũng theo đó lớn lên từng ngày, từng bước một đặt chân vào xã hội, thì bạn phải hiểu, sở dĩ thế giới trong chuyện cổ tích đẹp đẽ như vậy, tại vì đó chỉ là một kiểu tâm lý ước ao của con người. Con người mong đợi về một thế giới đơn thuần và tươi đẹp, nơi mà xã hội khơi mào thụ sướng cho người tốt có quả ngọt, người xấu phải chịu trừng phạt. Tất thảy đều là ước mơ và kỳ vọng của con người, song buồn thay, thế giới hiện thực lại lạnh lùng và tàn khốc hơn nhiều. Trong cuộc sống, ở hiền chưa chắc đã gặp lành, thiện ý cũng chưa hẳn đã đổi lấy được sự tôn trọng. Người tốt cũng không nhất định là tốt mãi, mà không trở thành ác ma. Nhân tính là một thứ phức tạp cực kỳ. Ngược lại, đặc điểm nổi bật của thế giới cổ tích là đơn giản hóa nhân tính và cuộc đời, biến chúng thành cặp đối lập nhị nguyên, không đen thì trắng. Khi lớn lên rồi, chúng ta mới nhận ra sống và ứng xử theo tư duy cổ tích thì chỉ nhận lại đau thương, bộ lọc cổ tích kia rồi cũng sẽ bị hiện thực nghiền nát. Sau cùng, chúng ta cũng ý thức được thế giới hiện thực vô cùng nhiễu nhương. Người tốt cũng sẽ có mặt xấu, tình yêu đẹp đẽ xen lẫn dục vọng và tổn thương. Thứ tưởng chừng là món quà trời ban tương lai có thể sẽ trở thành một quả bom. Vì vậy, trên bước đường trưởng thành, chúng ta sẽ dần thấy rằng rất khó để định nghĩa một người, một việc hoặc chính mình bằng một từ tốt hay xấu. Bởi lẽ, bản chất của thế giới thật là khôn lường, phức tạp và khó định nghĩa. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta cần phải bước ra khỏi thế giới trong tưởng tượng, thiết lập nên nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống và bản thân, trau dồi tư duy khách quan trong mình, tức phải học cách nhìn thấy những màu sắc phức tạp hơn giữa đúng và sai, đen và trắng. Khi còn trẻ đọc Tam Quốc, tôi đã rất thích Lưu Bị, cho rằng Lưu Bị là một người tốt. Ông ấy vừa là hậu nhân của Trung Sơn Tịnh Vương, vừa trung thành nghĩa khí. Còn Tào Tháo là một người xấu, là kẻ tiểu nhân gian trá. Nhưng bây giờ đọc lại Tam Quốc lần nữa, tôi nhận thấy mình đã đọc và hiểu ra một hàm ý khác hoàn toàn. Giữa Lưu Bị và Tào Tháo không có lằn ranh phân biệt tốt xấu tuyệt đối nào cả. Bọn họ chẳng qua chỉ là đứng ở lập trường khác nhau, làm nên những việc khác nhau mà thôi. Khi bạn đứng ở một góc độ khác để quan sát họ, bạn sẽ nhận được những đáp án khác biệt. Ví như Triệu Tử Long sau khi xông vào trường Bản Pha xả thân cứu Lưu A Đẩu, Lưu Bị đã làm thế nào? Ông ấy đã phải nhắm mắt bỏ rơi đứa con của mình ngay trước mặt. Bạn nghĩ ông ấy thực sự yêu quý tướng lĩnh của mình đến thế sao? Có lẽ chỉ là vì mong muốn lay động lòng người mà thôi. Từ điểm này, ta thấy được Lưu Bị không phải là kẻ không dùng mưu gian kế xảo. Tào Tháo cũng không phải là một người xấu hoàn toàn. Quan Vũ có thể vượt qua 5 cửa ải giết được 6 tướng. Triệu Tử Long có thể đơn thương độc mã xông vào trường Bàn Pha, cũng có phần nhờ vào việc Tào Tháo yêu quý và trọng dụng người tài, không sát hại người bừa bãi. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng một trắng hai đen, một đúng hay sai. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều người không hẳn sẽ là thiện hoặc ác, hoặc địch hoặc thù. Dù là người hay việc, chỉ cần bạn đổi một góc nhìn khác để xem xét, thì cảnh tượng bạn thấy đã không giống nhau nữa. Vì vậy, một trong những dấu hiệu của trưởng thành chính là bạn có thể nhận biết và chấp nhận mảng màu xám. Bởi lẽ, màu xám mới là trạng thái thường tại trong sự phát triển của vạn vật trên thế gian. Nếu như chúng ta chỉ phán đoán sự việc và ai đó bằng đúng hoặc sai thì sẽ xảy ra điều gì? Chúng ta sẽ rơi vào bẫy chủ quan, xa rời chân tướng. Kiểm soát độ và loại bỏ sự tuyệt đối hóa. Một trong những trí huệ cao minh trên thế giới này chính là sự nắm chắc với độ. Thứ nó giải thích chính là đạo cân bằng, chúng ta có thể lý giải nó trong vòng 3 câu. Mọi chuyện đều nằm ở việc kiểm soát được độ, không có tuyệt đối. Mọi chuyện làm quá độ sẽ dẫn đến những phương hướng phát triển đối lập, vật cực tất phản, là cực sinh bi. Mọi chuyện chỉ cầu đạt được 8 phần mới là cảnh giới cao nhất. Tại sao rất nhiều người thành công? Ngoài việc họ có thể nhìn thấy miền xám xịt trong bản chất con người ra, thì họ còn có thể kiểm soát được độ cân bằng khi đối đãi với mọi người và mọi sự, bất kể lúc nào cũng có thể tìm thấy điểm cân bằng. Khi bạn nhận định một chuyện gì đó bằng tư duy hoặc này hoặc kia, cứng nhắc, chứng tỏ trình độ của bạn vẫn còn rất kém. Bây giờ chúng ta hãy thử dùng tư duy khách quan để làm quen lại với câu chuyện nhân tính này một lần nữa. Có lẽ nó sẽ giúp cho bạn thấu tỏ hơn một vài chuyện. Bình thường vẫn hay có người nhắn tin than vãn với tôi rằng họ rất đau khổ, mơ hồ, cảm thấy bị tổn thương. Nhưng sau khi trò chuyện với họ, tôi mới nhận ra, đa phần nỗi đau, thương tổn của họ đều bởi họ đã tưởng tượng về thế giới này và con người bằng cặp kính màu hồng, quá hoàn hảo. Bản chất con người rất phức tạp. Nếu bạn chăm chăm chia những người bên cạnh mình thành người tốt, kẻ xấu, rồi phân biệt đối xử một cách chủ quan phiến diện, vậy thì ngày mà người tốt trong mắt bạn trở thành kẻ xấu, người đau lòng sẽ là chính bạn. Khi bạn bị tổn thương, bạn lại lấy thước đo đạo đức để cáo buộc đối phương, chê họ xấu xa, lòng lang dạ sói, vậy thì bạn đúng là ngây thơ quá mức. Thật ra thì bạn thử nghĩ xem, bạn cảm thấy người đó tốt, thật lòng thật dạ đối xử với họ, động cơ sâu thẳm có lẽ là bởi trông họ đáng tin, có thể nhờ cậy, một ngày nào đó không xa họ sẽ giúp được cho mình. Mong đợi của bạn với bản chất con người sẽ khiến bạn nổi giận khi đối phương không làm được như kỳ vọng của bạn. Khách quan mà nói, bởi vì một người thấy đối phương là người tốt, có khả năng giúp đỡ cho công việc của mình, sẽ không hại mình nên mới tiếp cận người ta, và đấy chính là một biểu hiện của lòng ích kỷ trong bản chất con người. Còn người kia đón nhận ý tốt của anh ấy nhưng lại không giúp lại anh ấy, chỉ nhận mà không cho, đấy cũng là một biểu hiện của lòng ích kỷ trong bản chất con người họ. Bạn, tôi hay họ đều là người phàm, đều không chạy thoát khỏi nhân tính, bản chất trong con người mình. Vì thế, người vẫn một mực truy hỏi nhân tính rốt cuộc là thiện hay ác, thực chất là người không có nhận thức tư duy khách quan. Một người dù là đại ca xã hội đen chuyên làm việc xấu thì cũng chẳng mâu thuẫn gì với việc hắn là một người con hiếu thảo. Một giáo sư đại học phong độ người người trên giảng đường, về nhà cũng có thể là một tên vũ phu. Bản chất con người không phân thiện ác, phần lớn trong bản chất con người là lòng ích kỷ. Khi phần thiện trong họ lớn hơn thì họ sẽ trở thành người tốt. Khi phần ác trong họ nhiều hơn thì họ sẽ làm kẻ xấu. Sở dĩ bạn đau lòng khi người ta đối xử không tốt với mình là bởi lúc bắt đầu bạn đã nhất nhất xem đối phương là người tốt một cách chủ quan mà quên mất rằng thế giới này vẫn luôn không ngừng thay đổi, lòng người có là xá gì. Bản chất con người thiện hay ác đều ở tại tâm ta. Đọc đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng biết là bản chất con người vốn là ích kỷ, học được cách nhìn nhận và đối đãi với mọi thứ bằng tư duy khách quan rồi thì chẳng nhẽ sau này sẽ không đối xử tốt với ai nữa, ai cũng là người xấu ư? Thật ra không phải như thế. Thứ chúng ta cần học chính là nhìn thấy được sự phức tạp trong bản chất con người, đồng thời kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Bản chất thiện ác của một người vốn dĩ không bị quyết định bởi họ mà bởi bạn. Vì bản tính con người thiện hay ác, bản chất đằng sau đều do lợi ích. Khi bạn có thể mang đến lợi ích cho người ta thì người ta luôn đối tốt với bạn. Khi bạn không thể mang lại lợi ích gì cho người ta, thậm chí còn trở thành cục nợ của người ta, thì người ta đối xử tệ với bạn, có khi còn một cước đá văng bạn đi. Thiên hạ hi hi, giai vị lợi lai. Con người giữa thế gian ầm ĩ huyên náo này đến với nhau cũng chỉ vì chữ lợi. Khi bạn vô giá trị với người khác, không đem lại lợi ích gì thì giống như mặt trời sắp lặn. Chuyện này rất thực tế thôi, chẳng có gì phải thấy xấu hổ cả, bởi vì đây đều là nhu cầu sinh tồn của mỗi người. Cho nên dù sự thật này tàn khốc dường nào, bạn cũng phải chấp nhận và đối đãi với nó một cách khách quan, chớ nên trốn tránh. Không phải bạn cứ bịt tai bịt mắt mình lại thì nó sẽ không còn nữa. Chỉ cần người còn sống thì sẽ không bao giờ thoát được hiện thực này. Nếu thực tại đã vậy thì chúng ta cứ thuận theo quy luật. Lão Tử dạy rằng vô vi nhi vi, hiểu một cách đơn giản là đối với những thứ mà mình không thể nắm chắc thì hãy buông tay. Đối với những thứ có thể phát huy tác dụng thì hãy dốc sức mà làm. Chúng ta không thể thay đổi quy luật, vậy thì chỉ đành thích nghi với quy luật để bản thân vững vàng mạnh mẽ hơn, để bản thân luôn có giá trị, nhờ đó mà kiểm soát được quyền chủ động trong các mối quan hệ và cuộc sống. Chúng ta không thể thay đổi quy luật, vậy thì chỉ đành thích nghi với quy luật để bản thân vững vàng mạnh mẽ hơn, để bản thân luôn có giá trị, nhờ đó mà kiểm soát được quyền chủ động trong các mối quan hệ và cuộc sống. Đời người có một thứ mà bạn nên cố gắng hết mình để quản lý thật tốt, đó là không gì có thể thay thế bạn. Logic đằng sau nó chính là thái độ của người khác đối với bạn, tôn trọng bạn, yêu quý bạn, thực chất đều do không gì có thể thay thế được bạn. Vậy nên khi người khác tổn thương bạn, vứt bỏ bạn, nguyên nhân cũng là vì bạn chẳng có gì đặc biệt, quá dễ để thay thế. Trên đời này không phải là không có thứ gọi là tình cảm chân thành, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng, ở trước mặt lợi ích, chúng ta phải tách rời tình cảm, đừng để tình cảm che mắt lợi ích. Trong cuộc sống đầy dẫy những người không có tư duy khách quan, bọn họ cảm thấy nếu làm ăn kinh doanh chung chạ với người thân sẽ dẫn đến bất hòa, bởi vì năng lực, tính cách, thói quen suy nghĩ của đối phương đều không ổn. Tóm lại là do đối phương mà tạo nên tình thế bấy giờ. Thực ra đối phương cũng nghĩ vậy đấy. Nếu cả đôi bên hợp tác với nhau nhưng đều không có tư duy khách quan, nhập tình cảm và lợi ích làm một, thì cuối cùng cả hai đều chịu tổn thất lẫn tổn thương thôi. Chúng ta sống trong xã hội loài người, dù là kinh doanh hộ gia đình hay công ty đều phải giao lưu với người khác, về bản chất đều phải giao lưu với nhân tính. Muốn đi bơi thì trước tiên phải hiểu bản chất của nước, muốn huấn luyện thú thì trước tiên phải hiểu bản chất của muôn vật, muốn có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người thì trước cả phải hiểu bản chất con người. Nếu nói như vậy mà bạn vẫn cảm thấy thật khó để chấp nhận, vậy thì cứ ngẫm đi, cứ từ từ trải nghiệm.